Chào mừng đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Sáng nay mình sẽ lên sóng cho anh em hai cái dòng mẫu kềm cắt và tuốt dây điện của Smart đang ở trong chương trình khuyến mãi. Trong video này nó sẽ có hai dòng sản phẩm, một cái kềm cắt tuốt mẫu quạ anh em giá 178.000 một cây và một cái kềm cắt tuốt đa năng ha, cắt tuốt bấm cót giá là 145.000. Cả hai dòng này nó đều thông số, nó ghi từ 0.2 cho đến cái dòng này nè, 0.2 đến 6 mm vuông, còn cái dòng này thì 0.5 đến 6 mm vuông, nó thông số kỹ thuật của nó. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em trên cái thông, trên cái những sợi dây điện đây là 6 chấm nè, lớn nhất là 6 chấm ha. Rồi dây điện 2.5 đây anh em ha, rồi 4 chấm đây ha, rồi 1.25 đây, có các size thì mình sẽ test thử cho anh em coi nó sẽ ưu điểm nó như thế nào nha. Đối với những cái kềm này anh em ha, nếu mà mình đã test qua rồi thì cái dòng này anh em mà cắt mà tuốt ngon nhất luôn á, là những cái sợi, những cái dây mà nó dưới 2 chấm là cắt tuốt rất là ngon. Đây nè, dưới 2 chấm anh em bóp cái nè, bóp cái kịch là ra liền ha, đây à, rất là ngon luôn nha. Đó, những dây nào mà dưới 2 chấm anh em cứ bóp cái kịch như vậy là ngon. Còn nếu mà anh em mà tuốt dây lớn á, anh em không bóp như vậy được đâu. Ví dụ đây là dây 6 chấm nè, dây 6 chấm thì anh em đưa vô cái đầu này, anh em bấm một cái ha, rồi anh xoay qua đầu này bấm một cái nữa, đó thì như vậy nè thì nó mới ra được nha. Chứ còn mà trong trường hợp anh em mà đưa cái đầu này vô nè, chờ xíu, đây em đưa cái đầu này vô mà anh em bấm mạnh vậy nè để cho nó nhảy ra, nó không có nhảy được đâu nha mấy anh, bấm vậy nó không nhảy được đâu nha, đưa vô nó bấm không có nhảy được, giống như những cái điện nhỏ anh em phải đưa vô bấm một cái ha, nhấp nhả cái nó đó, đó thì anh em mới tuốt được nha. Tại vì có những trường hợp anh em đưa vô dây mà 6 chấm á, em đưa vô anh em bóp muốn gãy cái kềm luôn mà nó cũng không có nhảy ra được nha. Những dây nhỏ nhỏ này nè, anh em đưa vô nó nhảy ra được thì ok nè, đó nhỏ nè ha, nhảy ra được là ngon nè, đó những dây này nè, đây à, ok nè, đó nhảy được nhỏ nhỏ là ok ha. Còn những dây lớn lớn thì mình không có tuốt vậy được nha mấy nè. Kể cả bây giờ mình sẽ thử cái dây 4 nè, đưa vậy nè, thử coi, đây nè, bóp mạnh vô nè, không ra nha anh em, đây nè, nó không ra, nó ăn như này thôi. Do vậy những dây lớn anh em sẽ muốn tốt anh em nấc hai nấc ha, bóp đây một cái nè, rồi quay qua sau này bóp một cái nữa nha. Nói chung là mấy cái này thì anh em xài phải biết ý xài mới được nha, chứ mình vẫn khuyến cáo anh em mà xài ngon nhất luôn vẫn là dây dưới 2 chấm, xài rất là ngon nha. Dây 2.5 đây, 2.5 nè, đưa dùng cái anh em bóp thì nó cũng nhảy, nó cũng cứng nè ha, nó không nhảy liền nè, anh em phải xoay qua đây một cái nè, đó hầu như các liệu các kiểu luôn nha, chứ không phải riêng xe mắt ở đâu, cái dòng khác cũng vậy, anh em để ý đi nha. Đó anh em để vậy, bấm cái là nó không có ra liền đâu, mà không xoay qua một cái đó, cho lưỡi dao nó cắt một cái thì nó mới ra được ha, thì đó là trong quá trình mình sử dụng thôi. Còn dây nhỏ 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 như vậy nè, chấm 25 mà đưa vô một phát là ra liền nè, đó ngon lành ha, đây anh em nè, đó ngon lành đây nha, đó ngon lành này, chấm 25. À, nói chung là mỗi sợi dây nó sẽ có cái size cắt khác nhau. À, tại sao mình làm cái video này nữa không? Có trường hợp mà mấy anh em đưa cái dây vô 6 chấm á, bóp cái miếng này nó không phải bằng kim loại nha, này như nó bằng nó không phải bằng nhựa nè. Dạng như một dạng bằng phíp gì đó ha. À, bóp mà miếng muốn gãy cái càng luôn á nè, tại nó đâu có ra đâu nha. Do vậy anh em phải biết xài cái đó thì mình phải xoay đầu đó nha. À, ví dụ đây nè. Bóp một cái ha, à, rồi xoay qua đây bóp một cái nữa. Đó, xài được cái nữa. Đó thì nó mới ra được nha. Nha, đó, ok. Cắt thì vậy, đưa sát cho trong đây coi cắt. Đó là 6 chấm này cắt hơi cứng rồi đó. 6 chấm này cắn nó hơi xoay hơi. Đó, cũng đứt ha. Mà nó hơi quá lực của nó. Nhưng mà các dòng đều vậy ha, kể cả từ Toto hoặc là Inco, những cái dạng kìm mà giống như thế này nè thì nó chỉ tuốt như vậy thôi nha mấy anh. Chứ anh em đưa vô mà bụp bụp như là dây nhỏ nhỏ là không có. Nha, dây nhỏ nhỏ thì bộp bộp được, nhưng mà dây lớn thì phải xoay nha. Ok, rồi giá chỉ có 78.000 thôi, đang trong chương trình khuyến mãi nha mấy anh, anh đang trong khuyến mãi 78k thôi nha, ngon lành nha. Đó đây, ok nha, rồi 78.000 chương trình khuyến mãi nha. Rồi mình sẽ đi qua cái kế tiếp nha, cái kế tiếp. Đây là cái dòng kềm cắt và tuốt bấm cót. À, cái dòng này thì nó dùng hai cái lưỡi để máu này nè. Nó sẽ khác cái hồi nãy nha mấy anh. Cắt ở đây, bấm cót ở đây, tuốt ở trên đây. Thì cái này nó cũng vậy. Anh em mà muốn mà để dây lớn này, anh em 6 chấm này đưa vô, anh em tuốt cái bọc nó không có ra liền đâu. Nha, anh em không ra đâu, xoay cái này nè, xoay qua đây nè. Nha, đó. À, anh em phải xoay là như vậy đó, nó mới ra được. Ok chưa? À, cái này thì tuốt cắt, ok nè, đây nè. Đây, đâu ra đây mấy anh, nó dính nè. À, rồi này, đó nó mới ra được nha. Từ từ mấy anh em ơi nha, thì cắt thấy cái dây mà lớn vậy đó, còn dây nhỏ thì ok, dụ dây này đi ha, à, đây nè, đó ngon lành ha,
dài thì người ta cắt vậy, còn anh em muốn mà nó nhảy ra được thì người ta tuốt nhỏ nhỏ lại, tuốt nhỏ nhỏ lại nè, đó thì ra đầu ha, đó rồi còn dây 2.5 thì sao, 2.5 đây, 2.5 của để coi, 2.5 thì cũng vậy, kéo ra thì nó ra như vậy ha, đỡ hơn cái hồi nãy, đây 2.5 nè, đó, ok này tuốt lớn hơn xíu được nè mấy anh, đó nha, nó nhỏ ra nè, ngon lành nha, 2.5 nè, rồi lớn hơn xíu nè, thử cái dây 4 chấm này coi, quên đưa đi cắt luôn, đó, à cũng ra nè ha, đó, ngon lành, đó cắt, ngon lành, rồi cái kìm này thì nó sẽ cắt tuốt bóng cót, ha, dây 6 chấm nè, à 6 chấm tuốt cái đầu nhỏ thì ra được ha, đó, còn lớn lớn đưa vô trong nha, đó, còn cái nút này thì anh em chỉnh tăng cái độ ngấu của, tăng cái độ ngấu của mạnh yếu của cái này nè, nha, rồi giá trong chương trình khuyến mãi của cái này là chỉ có 145.000 thôi mấy anh em ơi, ha, khuyến mãi 145.000. 145.000. Rồi, có hai sản phẩm nãy giờ mình test nãy giờ nè, anh em nào mua thì giảm giá cho anh em luôn ha. Đó, hai phẩm mình đang test. Rồi cái test này thì giờ tính cho anh em cái này là 78.000 đúng không? Giờ bớt cho anh em 10.000 đi, 68.000. Một cái đang test nha. Một cái test thôi, còn cái này cũng cái đang test nè. 145.000 bớt 10.000 ha, còn 135.000. Đó, hai cái test nãy giờ cho mấy anh đó để anh em thấy ha. Chứ để những trường hợp anh em không biết đưa vô anh em bóp mà nó không có ăn ha, mình phải biết cách mình tuốt dây. À, nó khá giống như vậy, nhưng mà anh tiêu thuốc gì nhỏ nhỏ thì ngon lành. Bình thường mình anh em mà làm thợ điện nhà không thường cỡ dây 2.5 là dữ lắm rồi. Nó chỉ có những dây lớn là những dây cái thôi, mà dây cái thì là ít xài ha. Thông thường những dây cái dây lớn là anh em dùng cái kìm, những cái kìm nhỏ nhỏ này nè, ta cắt tuốt à. Ha, bóp xung quanh rồi chúng ta rút ra nha. À, rút ra. Ok. Kìm này là kìm cắt chân mạch của bơm kinh, nhưng mà mình cũng hết hàng rồi mấy anh. Hết hàng rồi. Rồi ok, anh em nhu cầu mua dòng nào thì liên hệ xuống thẩm dưới mua hàng nha. Giá tại cửa hàng Chu Gầu Ship. Một lần cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.